Ôi, quá đẹp luôn. Khách nghiệp ra nấu bò kho bán 25k một tô. 25k, 25k hả? 25k một tô. Mời mình, mời đói bụng thì ghé nha. Đức nghĩ tưởng của không bê rồi. Đức nghĩ tưởng đổi món liên tục ha anh Trương. Quán chúng em là đổi món liên tục, ngày nào cũng có món mới. Mời cả nhà vô. Để cái bảng ta vô, người ta ăn quá người món xếp hàng dọc cái đường. Cua để ăn thoải mái. Bò thì ăn thoải mái hả? Bò cua ăn thoải mái, ở nhà sản xuất được rồi. Anh quậy lên anh. Anh quậy đi. Đây, bò. Nhìn nghiền chưa? Trương xả nè, đập dập ướp nè. Chào cả nhà. Bao hạt điều. Nay anh Trương nấu món bò kho anh Trương. Xả nè, gừng nè, màu hạt điều nè. Đó. Ướp lên. Muối, đường một ngọt thôi. Rồi rồi rồi, đem đem đây. Được rồi, đem xả đây. Nữa hả? Nó thiếu, màu nữa nè. Dạ. Nhà anh này sớm mình mua cũng nhiều ha anh ha. Còn giờ mua nhiều mới còn ấy, không mua nhiều. Sớm hàng chứ anh Trương đi chợ. Mực thắng á mực. Ơi. Vậy là mực phụ bếp với anh Trương. Thì cháy với mực lại với anh. Nó cũng đuối à, cá đuối à. Cá đuối không cá đuối nè. Tụi em mày mới đi xong. Rồi cái gì của em cứ lo. À, công chuyện mới xong. Thằng Vinh Tâm mới đi đi cho tiền cái hoàn cảnh của cô tội với kêu cô hỏi lại hỏi nhiều tuổi mới 49. Chị thôi. Rồi, đâu đưa cái đũa đây. Đưa đũa. Đó, giờ này ngon rồi đó anh ha. Rượu mới ngon á. Nó lên màu lắm. Dạ được đúng luôn á, đúng vừa luôn. Đúng màu luôn. Nhờ hên sớm mình mua màu nhiều quá anh. Ngon đều. Cái này nó nhờ cái màu mới không? Ừ. Gừng em cứ giải nhiễm ra tỏi đập dập. Rồi là cái ta nghị với lại cái muối thơm muối đủ á, ướp ngon không nhìn hết em ướp vô là cái em bữa nay gần tiếng hồ chị anh cái gì anh ta tay vị với lại quế vô này nè ta nướng lên mình nướng lên cho nó ra mùi thơm mình mới đâm mới được không? Đâm gần cả tiếng luôn hả? Đâm khó đâm nó mới chưa cái này phải chỉ có đồ xay á anh mà xay chắc không bằng hả đâm thì nó ra cái dầu nó tiết cái dầu nó thơm. Thấy ông bầu hôm nay ông bầu ông bầu làm biết tài tình chưa em tính làm rồi em rửa giờ có chị về chị rửa mấy đứa hết rồi hết chồng rồi bắt nó rửa hết chồng rửa không rồi em mới để rồi lấy muối mắm đây thấy muối mắm ngọt nè ngọt đây là muối đường đây hai miếng đường cái đường như thế muỗng nhỏ vậy. Rồi. Thôi à, rồi nha. Thơm rồi đó anh Trương. Thơm chứ. Vậy là mình bỏ vô bịch còn như mình bỏ bịch mới mất mình xài anh. Đúng không xài. Nãy mình mua rồi giả rồi hả? Có nhiều hả? Không còn cái đống chứ anh mua để dành muốn em nấu á. Ừ, nhiều chứ không làm còn cái nào cũng còn nhiều giờ mà để ít vậy thôi vừa thôi chứ em để này nhiều quá nắng em biết không ừ. Nó không phải là nhiều là tốt đâu cái mùi nó nồng lên đúng nó không nồng, anh nó đắng lắm nó phải có mùi nhưng mà cái này anh Trương đãi anh em món bò kho à muối rồi hết chưa muối rồi anh em ở đây thì đãi anh Trương cá còn anh Trương đẩy lại là bò kho bò thịt thì nó còn nấu nó ngu á bò thịt ok bò mình nấu cái kiểu như mình vậy nó phải nạm đồ ăn mới ngon nó mới chứ còn thịt không nó sẫm xì à dạ bữa nay anh Trương nấu món bò kho cả nhà Trương bữa nay vào bếp anh Trương rất là biết nhiều món nhưng mà anh Trương từ từ anh Trương sẽ tố tài bữa nay là tiếp tục cái món bò kho
nấu lửa yếu yếu rồi cho nó từ từ nó rút ra. Đúng rồi, nó lửa yếu, có từ mình nấu cho nó yếu nó rút cái chất thơm thấm đi cho nó thịt đi. Nó từ từ nó mới ngon vậy nha. Nó sôi sắp thì nó sẽ bay hết mùi. Bay hết cái mùi đi. Dạ. Bây giờ anh Trương sẽ cho nước dừa tươi vô. Ba trái dừa tươi. Cái này ăn bánh mì hay là ăn với mì cũng ngon, ăn với mì hủ tiếu mì cũng được. Dạ, ăn với cơm cũng ngon. Ủa anh này sáng giờ mình quên mua bánh mì hả? Vậy là tóm là mình ăn với mì không hả? Mì với cơm cũng được. Giờ anh Trương canh nấu là tới chiều ăn nè. Riu riu ăn luôn. Màu rất là đẹp. Đẹp ha. Dạ, màu đẹp. Màu này ngon. Cái điều này bông đẹp lắm anh Trương. Hả? Cái điều này nè có bông đẹp. Ở dưới chỗ mà Hồng Phương trồng được hả không? Em không biết nên đi dọc đường em thấy người ta trồng nó bông nó màu đẹp quá hả? Màu đẹp này hả? Ừ, cái điều này nè ta nói lên. Cái bông nó rất là đẹp. Màu nhung như màu hồng nhung vậy đó. Đẹp lắm. Ta nói lấy cái nha. À, bao nhiêu cái tinh tí nè mẹ. Anh ướp rất là lâu nha cả nhà. 3-4 tiếng đồng hồ luôn mới nấu. Dừa mềm mà. Mà tại cà rốt chưa chín quên cà rốt chứ. Bỏ cà rốt nữa là bảo đảm. Như nữa liền. Đây, khó ăn liền. Thế thôi. Cho miếng bột đi. Cho miếng bột à. Bột năng. Cho nó lên lại anh. Giờ này mực nó đi đổ lú rồi. Còn Hải không biết đâu mất tiêu rồi. Mang hai đôi dép lên ảnh nổi quá. Ôi quá đẹp luôn. Thất nghiệp ra nấu bò kho bán 25k một tô. 25k hả? 25k một tô. Mời. Đói bụng thì ghé nha. Tức nghĩa tưởng của thâm bê rồi. Đổi món liên tục ha anh Trương. Quán chúng em là đổi món liên tục, ngày nào cũng có món mới. Mời cả nhà vô. Để cái bản tại vô người ta ăn quá một món xếp hàng dọc cái đường đó. Cua để ăn thoải mái. Bò thì ăn thoải mái hả? Bò cua ăn thoải mái, ở nhà sản xuất được rồi. Anh quậy lên anh. Quậy đi. Đây, bò. Nhìn chưa? Wow. Quá trời cái nồi này ngon rồi cả nhà ơi. Bữa nay anh Trương sẽ nấu bò kho cho anh em ăn nha. Sôi ung ục. Ăn bầu bữa nay bán luôn. Người tô hết. Ăn với mì hả anh Trương? Mỗi một người một tô. Chịu. Chiều mưa mà mình ăn với cái này là rất là ngon nha. Ăn đang nóng luôn. Này là hẹ với giá. Lấy cái mì lại cho anh Trương kìa. Ai ăn mấy gói thì ăn. Ai ăn mấy gói ăn. Tao nghĩ chắc tụi bay ăn 2 gói, cái gói không đủ đâu. Tao nghĩ vậy đó. Tao ăn, không thể ăn gói với bay ăn 2 gói đi. Rồi về trước đi anh. Bốn thô trước đi. Không nhưng mà đồng hai gói mày ta mày ăn gói chứ một gói cũng đâu ăn gói thôi ăn thiếu thì mà lấy thêm muốn thêm à, bỏ mì muốn vô đúng rồi ăn gói trước đi. Ừ, mình ai ăn thêm thì mình sẽ lấy thêm này. Không anh ăn cơm, anh không ăn mì, anh thích ăn cơm. À, nóng kỳ công lắm nha cả nhà. Trường nấu rất là kỳ công nha. Nước dừa đồ im lắm, nghe cái mùi là thơm rồi. Được rồi, nước nhiều là
là thiếu nước. Đó, chanh ớt. Nhận hàng. Tô này bán nhiêu ca? 25k. 25k hả? Rẻ hơn muốn bánh canh hả? Nước lại chút cho nhiều. Nhiều nước quá, hết nước sáng lấy gì ăn? Nước quá. Rồi, hết hồn. Sáng đâu có gì đâu ăn. Cái tô này một... Rồi được rồi. À chắc quá. Ăn đi, lỡ ăn đi. Để ai ăn nhiêu ăn. Chút xíu thiếu thì trụng thêm. Cái này ăn cho đã. Nước dừa. Thịt bò nấu nước dừa nữa. Bữa nay toàn đi đóng đáy rồi, nhường điện không được. Đó, vậy đó anh. Đúng rồi, bóc hành bỏ lên. Này bỏ dưới rồi. Rồi anh tô nữa được rồi, hàng chừng nào ăn múc. Hàng đi tắm rồi chút xíu ăn múc. Tô đó của anh đi, còn của em ăn cơm tự em làm ơn. Lương xương về ly đi, rượu đế cho nó ấm lòng. Rồi, công phu quá ha. Công phu lắm, mình ăn chanh vô, hãy trộn lên ăn chanh vô hãy. Công phu lắm các bạn ơi. Này mình ăn mì, mì bột kho. Mày không lấy muỗng là ăn cái gì hãy? Ờ quên vô muỗng nữa. Không lấy muỗng lấy gì ăn? Lấy dầu quế nha. Rồi cho anh cái tô đi anh ăn cơm. Không, anh tắm. Nổi, em ăn cơm. Trời ơi. Cơm cả nhà ơi. Cả nhà. Rồi con là bò kho giống nhiều nha. Ngọc luôn á. Ủa anh Toàn đâu, nãy nghe kêu giống anh Toàn cái gì ha mà. Hết ly hả? Toàn nhậu. Hai người ăn cái. Uống rượu à. Trời mưa uống rượu là ngon nè. Được tâm. Ngon rồi. Cơm đã lắm, không biết ăn mì làm sao à. Hải với mực ăn đi rồi xong rồi nếu ăn hết còn cái tô đó đó em. Lấy ra ăn luôn nha. Tôi mẫu nè. Ừ. Hai mấy thử tôi mỏng đi. Mỏng nó bỏ thêm một miếng. Mỏ một miếng chân hả? Em uống gì? Mỏ hàng tô này. Ôi cái tô đó gấp ra ăn đi. Mẹ ơi. Ăn nhiều quá mập á. Mày ta làm món khác. Món gì? Bật mí à? Đi cua phải si đó. Cua hả người? Đi cua đó. Cua hay nó si á. Em biết không? Hai em biết không? Mang ăn được đấy. Rồi anh biết không? Thì cua hết xưa chứ. Mà biết không? Không. Chị cũng hỏi người ta. Mà đã hỏi em biết không nữa. Ghép bớt cái ra để lớp quên trộn ăn cái cây. Không ăn từ từ thôi. Không sao, em thích ăn cơm á. Nó chắc bụng. Đâu chụp bò vậy nó mới ngon chứ anh, nó mềm gì anh chưa? Nó mềm quá. Trong bó đâu vừa ăn mà. Vừa. Vừa chứ đâu có mềm đâu. Vừa ăn luôn á. Vừa chén hả? Ăn đại mì đi nha. Uống uống hồi mì nó nở ra thêm tô nữa đó. Mì mau nở lắm á. Hai cái tô này là cái tô này là của hàng mấy đó. Tô đó. Tô đi ăn cho mẹ. Ăn đi hết gấp đó ra chia cái ăn đi em. Bò kho phải chấm tiêu chanh một bài. Đúng rồi. Chúng đã đầm mình đã xéo. Phải chia 5 người đi anh uống được mới lại. Ở đây Trần Thái thì bí kíp hết cho hàng các món ăn để mốt đó được. Tôi đảm để bột kho với bánh canh ở đây để cái bảng người ta ăn thử lần lần nó đồng rần rần vậy đó.
Trường cũng là một người nấu ăn rất là giỏi cả nhà, nhưng mà tại vì ít có nấu nha, bữa nay lòi ra rồi, bữa nay lòi ra biết nấu rồi, nên cái nấu rất là ngon. Dạ, để đây. Gì mà hấp dữ rồi đây. Bánh canh bầu kho nè, để rột là rột luôn Sài Gòn để cho người ta lạ phải không, để tò mò. Mình mua, mình nói mình chưa phải bạn nói không có được cái mua cái đi sủ gì bà làm bậy phải không? Phải đúng 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 của bà bán rồi, như người ta bà tưởng là anh nấu hương vị như người ta phải không? Đúng rồi, nó không được. Nhưng mà đâu phải tôi, là nấu khác mà. Cái này có mua quế không? Có chứ. Quế thôi hả? Có. Quế cây luôn á. Để đóng kìa, để đóng ở nhà kìa. Còn điều cũng còn nữa kìa. Nói hương vị là lấy ớt kìa. Trời ơi, chị không ăn thịt được. Thịt nhiều lắm nha, ăn thịt đi. Ừ, vớt thịt ăn đi. Nhiều lắm chẳng á. À, thịt nhiều lắm. Thì coi em cà rốt cầm. Vậy mà nãy giờ không dám nói luôn á. Thôi. Rồi, xong chưa? Nữa đi. Chị ăn ít à. Còn mà không cho ăn mực á. Đắp thịt qua. Đắp cà rốt qua thôi, thịt để lại. Số cái này còn mày nhiều lắm nãy giờ nó nở rồi. Nói nhiều lắm nè, nó dẹn kẹo thôi mà đâu có cần gì. Trời ơi. Nó nói vậy biết nói giỡn rồi. Chị ăn được rồi, mình được rồi. Nhiều vậy? Mà nhiều gì? Giỡn hay không? Đây. Ồ, giờ này nó mì nó nở rồi. Đậm đặc luôn. Ôi ơi. Nè. Mực. Ừ, mực, mực, mực. Rồi đi múc nước bên kia thêm đi em. Em xin luôn. Rồi, 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 múc múc nước thêm đi. Không, múc thịt thêm. Đó, ăn vậy thôi. Nhiều mà, thịt còn nhiều nha, một nồi đó. Nhiều lắm á, đi múc thịt ăn đi. Để quá trời thịt luôn. Ừ. Ăn chứ để làm gì. Rồi vậy. Ăn hết cho ăn gì. Đó, mình đi Mỹ. Rất thịt ăn. Mực. Đi đi Hải, mực, chắc thịt ăn đi em. Ngồi ăn cái đó no rồi sao? Bồ con. Tôi nữa đi. Ngồi. Ăn, ăn bồ con không? Vậy kêu Hải nó vớt cho ít nữa. Rồi. Nghĩa. Ngon ăn nhiều vô. Đại đi. Mưa ăn bò kho, uống ngũ đế ấm bụng. Cái hương vị của anh Trương nấu ở quán đâu có hương vị này. Người qua. Ừ, anh Trương nấu theo người qua. Mùi nó thơm. Ừ, muối tiêu ngon à. Ăn sức một hồi luôn anh Trương. Nóng. Hãy tán hết tô đó đã hả Hải? Mai mình có món mới. Mày ăn cơm đi. Tìm cơm không? Ăn cho chắc bụng mực. Chanh ớt đồ vô. Dạ. Ăn khai khác liền. Khác xa liền. Ủa cái ly đâu ta? Rồi chị ăn uống đủ luôn hả? Gót chị gót á. Chị ăn đây gót cho. Nữa. Đây đây. Có được không? Tới dòng nào rồi ta? Nay chị mua cho cái chiếc lông á. Dòng Hải hả? Không hả, không bắt đầu uống hồng hả? Nè, dòng Hải nè. Ngày mai mua cho cái chiếc lông á, gạch nguyên đường nè. Ê, hả? Tùng mới coi, nguyên rõ. Tùng mới đúng. Tùng. Hải uống với anh Tùng lại cũng vậy thôi. Cũng đủ dòng mà. Ôi trời, mưa này ấm chết luôn, uống đi. Uống đi. Mưa này uống ngủ đế đúng bài. Ok.
cái này thì nó uống rượu đúng không, ăn thì uống bia nó hơi lạ. Uống bia sao anh ăn nổi? Với cái mỡ nữa, cái mỡ nó uống bia. Dạ. Uống bia thì ăn không nổi đâu. Cá này rồi, cá này. Cá này ơi. Vậy ăn bọt kho mà con cá. Ủa ổn á chứ, trời ơi cá ngon không? Có tơi tay không? Đói ăn tiếp. Đói ăn tiếp. Chút nấu vô nồi cơm. Đồ ăn quá tệ, mấy tèo nó không có tiêu 2-3 ký cơ nha. Làm gì được hả? Quá trời đồ ăn. Trời ơi, nhóc cá tôm đây. Anh tính mua á. Trời ơi. Một kho, còn một con cá mình đây nữa mua. Con cá rồi tôm nữa kìa, rồi một đống cua nữa kìa. Vật đúng luôn. Mà cũng mới đem về ngắt con. Bằng dính này 7-8 con. Câu hả? À? Bự không? Con còn ký. Cái này á dưa biết sao không? Sáng mai á, nấu cơm tầm. Dạ. Nấu cơm cho ăn. Sáng mai là mì ăn, ăn sáng luôn cũng được. Dạ. Mì ăn sáng luôn. Vậy là nước này cá nó ăn dữ ta. Được không em? Đúng rồi, phải cầu kho nó nấu. Đâu? Khó nhất là cái mùi vị á, cái mùi vị còn quan trọng lắm. Nếu mình chọn cái thịt á mà nó chọn 2 kg ăn nó sẫm xì. Dạ. Yeah.